Bùi Vũ Khoa, 23 tuổi, khai cảm thấy không được tôn trọng nên nảy sinh ý định sát hại vợ hờ đang mang thai và cha mẹ của chị. Chiều ngày 5 tháng 12, một lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Cà Mau cho biết, Khoa đã thừa nhận toàn bộ hành vi sát hại người phụ nữ 38 tuổi sống chung như vợ chồng đang mang thai sắp sinh và cha mẹ của nạn nhân hôm 26 tháng 11. Nghi phạm khai cả hai vợ chồng không có nghề nghiệp ổn định, sống nhờ vào gia đình chị này ở ấp Láng Cùng, xã Thành Phú, huyện Cái Nước nên cảm thấy không được tôn trọng. Ngoài ra, quá trình sống chung, Khoa và vợ cũng thường xảy ra mâu thuẫn do khoảng cách tuổi tác quá lớn, nên nảy sinh ý định sát hại chị và cha mẹ. Nhà ông Thanh, 69 tuổi, cha vợ của Khoa, làm vuông tôm, cách nhà hàng xóm gần nhất khoảng 40 mét, cách nhà em ruột chừng 80 mét, xung quanh ung tùm, nhiều cây cối. Vợ chồng ông Thanh có 5 người con, đã sống riêng. Khoảng 7 giờ ngày 26 tháng 11, Khoa thức dậy trong phòng riêng, xích cổ vợ đến chết, lấy mền đắp như đang ngủ. Anh ta ra võng nằm suy nghĩ cách giết cha mẹ vợ. Tuy nhiên, một lúc sau vợ chồng con trai của ông Thanh về chơi, cả nhà tổ chức ăn uống nên Khoa dừng kế hoạch. Mọi người hỏi vợ đâu, Khoa nói chị mệt cần nghỉ ngơi, nên không ai nghi ngờ. Đến 16 giờ, sau khoảng 2 tiếng mọi người đã về hết, Khoa thấy mẹ vợ đang dọn dẹp sau nhà, còn ông Thanh nằm trong phòng ngủ. Hắn lẻn xuống dưới xích cổ mẹ vợ tử vong, kéo xác ra vườn, gần vuông tôm. Tiếp đó, hắn lấy một cây búa, gậy gỗ và dao vào phòng sát hại ông Thanh, ném hung khí xuống ao cạnh nhà. Khoa lục lọi lấy điện thoại, 55 triệu đồng của ông Thanh, bỏ vào cốp xe máy của nạn nhân. Trước khi lên xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường, hắn ra sau vườn lấy đá dằn lên thi thể mẹ vợ. Khoa cũng nói với hàng xóm là gia đình ông Thanh đi vắng nên nhà đóng cửa. Cách đây năm ngày, con gái thứ ba của ông Thanh gọi điện thoại cho cha nhưng khóa bắt máy. Hắn bảo ông Thanh đi du lịch ở Cần Thơ, đưa điện thoại cho mình sửa. Trước hôm qua, chị này gọi điện cho ông Hải, hàng sóng của các nạn nhân, nhờ qua nhà cha kiểm tra vì gần tuần nay không liên lạc được. Khi đến nơi, ông Hải thấy con gái út của ông Thanh cùng một số người đứng trước cửa gọi nhưng không ai trả lời. Mọi người phát hiện mùi tử khí nồng nặc từ trong nhà bốc ra. Mọi người quyết định phá chốt cửa vào kiểm tra, hoảng hốt khi thấy thi thể ông Thanh trong phòng, máu lan đến tận cửa đã khô đen. Người con gái 38 tuổi của ông được phát hiện tử vong ở phòng ngủ kế bên. Sau khi chia nhau đi tìm kiếm, mọi người phát hiện xác vợ ông Thanh đã phân hủy phía sau vườn, cách nhà khoảng 50 mét. Tiếp nhận thông tin, công an tỉnh Cà Mau vào cuộc điều tra, bắt nghi phạm vào chiều cùng ngày tại xã Định Bình, thành phố Cà Mau, cách hiện trường gần 30 km. Công an Cà Mau đang làm rõ động cơ gây án của Khoa, điều tra về tội giết người và cướp tài sản.